Quý vị thân mến, trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập từ Nhật, Pháp, Mỹ và Trung Quốc, có nhiều trường hợp người trong cùng gia đình đứng ở hai chiến tuyến đối lập nhau. Trong video này, chúng tôi sẽ kể về một trường hợp thú vị trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ, mà nhân vật chính trong câu chuyện là ông Trần Văn Dõi, một chiến sĩ cách mạng tham gia đánh trận Điện Biên Phủ, đồng thời ông cũng là con trai của cựu Tổng thống chính quyền Sài Gòn Trần Văn Hương. Phó Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Hương đối mặt con trai là đại úy quân giải phóng sau 20 năm thất lạc, xử trí ra sao? Trần Văn Dõi còn có biệt danh là Lưu Vĩnh Châu, sinh năm 1924 tại Vĩnh Long. Ông là con trai trưởng của Đốc học Tây Ninh Trần Văn Hương. Trần Văn Hương sau này là cựu Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Ông Lưu Vĩnh Châu tham gia phong trào thanh niên tiền phong vào năm 1944, rồi gia nhập vệ quốc đoàn của Việt Minh chống quân Pháp tái xâm lược. Giữa năm 1946, quân Pháp tấn công Tây Ninh, ông được lệnh ra Bắc xin chi viện cho tiền tuyến miền Nam. Tuy nhiên, lúc đó tình hình ngoài Bắc cũng căng thẳng không kém nên ông không trở về Nam nữa. Ông tham gia chiến đấu cùng tự vệ và vệ quốc đoàn khu phố Bạch Mai, phối thuộc với trung đoàn thủ đô. Đơn vị ông may mắn thoát ra được. Ông được lựa chọn trong số những người ưu tú đi học trường lục quân Trần Quốc Tuấn khóa 4. Ngày khai giảng khóa học, anh thanh niên người Nam Bộ Trần Văn Dõi lấy tên mới là Lưu Vĩnh Châu và sau đó một năm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Tốt nghiệp, Lưu Vĩnh Châu được điều về một đơn vị vận tải. Năm 1952 là đại đội trưởng C-57 tiểu đoàn 206 thuộc Tổng cục Hậu cần Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau đó đơn vị của ông Châu được lệnh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong số cán bộ chiến sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ngày ấy, anh em người Nam Bộ rất hiếm hoi, hình như chỉ có 3 người là ông Nguyễn Chí Việt, ông Châu Kỳ Nam và ông Lưu Vĩnh Châu. Năm 1954, niềm vui chiến thắng thì có, nhưng niềm vui đoàn tụ gia đình đối với ông Châu vẫn còn quá xa vời. Không có tổng tuyển cử cũng như ngày Bắc Nam đoàn tụ, ông Châu đi dò hỏi hàng tháng trời qua bà con ra tập kết, tin tức người thân quê nhà vẫn bật vô âm tín. Hình ảnh người cha gầy gò, rong ròng ngày nào, nắm vội bàn tay cậu con trai như in hằn trong tâm trí của ông Châu. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ông ở lại miền Bắc và được phong quân hàm Đại úy Quân đội Nhân dân Việt Nam, làm việc tại Tổng cục Hậu cần cho đến ngày đất nước thống nhất. Ông Lưu Vĩnh Châu sau này mất năm 2011 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trần Văn Hương, sinh năm 1902 tại Vĩnh Long. Thời gian từ năm 1943 đến 1945, ông Hương là giáo sư dạy môn văn chương và luận lý. Ông là một thầy giáo đã từng đào tạo nhiều học trò nổi tiếng, trong đó có tướng Dương Văn Minh, tổng thống cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa, và từng giữ chức vụ Đốc học Tây Ninh. Cách mạng tháng 8 nổ ra, ông tham gia chính quyền Việt Minh với tư cách nhân sĩ tự do. Khi Pháp tái chiếm Đông Dương, ông được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, năm 1946 ông bỏ về quê sống ẩn dật, sau đó ông vào Sài Gòn mở hiệu thuốc cho đến năm 1954. Trong thời gian đó, ông lập Đảng Phục Hưng, nhóm họp một số nhân vật chính trị như Tổng trưởng Kinh tế và Kế hoạch Trần Văn Văn. Sau khi Ngô Đình Diệm lên nắm quyền vào năm 1955, Trần Văn Hương được bổ nhiệm là Đô trưởng Sài Gòn. Tuy vậy, sau đó ông bất mãn với chính quyền Diệm và bày tỏ sự ủng hộ với lực lượng đảo chính năm 63. Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ, năm 1964, ông lại được cử giữ chức Đô trưởng Sài Gòn lần thứ hai. Không lâu sau, ngày 4 tháng 11 năm 1964, ông lại được Quốc trưởng Phan Khắc Xỉu mời giữ ghế Thủ tướng và lập nội các. Từ năm 1971 đến 1975, ông Hương giữ chức Phó Tổng thống. Ông cũng giữ chức Tổng thống trong 7 ngày sau khi Nguyễn Văn Thiệu từ chức, trước khi trao quyền lại cho Dương Văn Minh. Sau năm 1975, con trai Lưu Vĩnh Châu của ông trở về gặp ông. Lúc này, ông mới biết con mình còn sống. Trước đó ông Hương cũng nghĩ là con mình đã chết. Gia đình ông được hội ngộ và sống cùng nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Hương còn có một người con trai út là Trần Văn Đính, sinh năm 1925, từng là phụ tá của ông. Sau đó ông Đính sống tại Mỹ. Do biến đổi thời cuộc và những chuyển biến cách mạng của hai miền Nam Bắc trong suốt thời kỳ giặc Mỹ xâm lược, ông Lưu Vĩnh Châu đã thất lạc người cha ruột của mình. Người mà trong ký ức lần gặp cuối cùng của ông là vị đốc học tỉnh Tây Ninh. Vậy mà sau 20 năm, hai người lại ở hai chiến tuyến. Câu chuyện sau này được chính ông Dõi kể lại với giới báo chí như sau.
Năm 1961, Đại úy Quân đội Nhân dân Lưu Vĩnh Châu chuyển ngành đi học Đại học Bách khoa Hà Nội, tốt nghiệp loại ưu. Ông Châu được điều về công tác ở Ban Công nghiệp Trung ương. Tới năm 1968, ông Châu bất ngờ nhận được nguồn tin từ một người bạn thân cùng quê tập kết ra Hà Nội công tác. Người bạn này cho hay cha của ông Châu còn sống, nhưng chớ trêu, chưa kịp vui mừng thì thông tin tiếp theo như sét đánh ngang tai. Ông Trần Văn Hương, cha ruột của ông, hiện đang giữ chức vụ cốt cán trong nội các Việt Nam Cộng Hòa và vừa được bổ nhiệm làm Phó Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn. Thông tin này khiến ông sững sờ và cũng thật khó tin. Ngày ông Châu còn ở với cha, cha ông là một vị đốc học mẫn cán, lại từng tham gia Việt Minh những ngày đầu kháng chiến. Ấy vậy mà sóng gió thời cuộc thế nào, giờ đây đã ngồi chót vót trên chiếc ghế Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Người bạn của ông Châu dường như cũng hiểu được tâm tư của bạn mình, nên còn lén bố trí cho ông Châu nghe đài BBC, đài Sài Gòn để củng cố tính chính xác của thông tin trên. Trước giờ, tổ chức của nhà trường Đại học Bách Khoa và tổ chức nơi ông Châu công tác chỉ biết ông Lưu Vĩnh Châu là con trai của Trần Văn Hương, chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Sau 20 năm cha con bặt vô âm tín không rõ sống chết, giờ nhận được tin dữ thế này, ông chẳng biết nên vui hay buồn, tâm trạng thật rối bời. Được sự cảm thông và tư vấn của người bạn thân, ông Châu quyết định lên gặp ông Ung Văn Khiêm, người đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ và cũng là chỗ thân tình của ông từ trước. Bộ trưởng Khiêm nghe xong sự tình thì căn dặn ông Châu là không được nói với ai biết mình là con trai ông Trần Văn Hương, hiện là Phó Tổng thống Ngụy quyền Sài Gòn. Ông sẽ có trách nhiệm làm việc với tổ chức. Có yên tâm hơn, nhưng ông Lưu Vĩnh Châu vẫn canh cánh chuyện này. Ít lâu sau, ông Khiêm gọi ông Châu tới nhà và giao nhiệm vụ là viết một lá thư gửi cho Trần Văn Hương. Nội dung chỉ báo tin cho ông Hương biết mình là con trai ruột, còn sống, đã lập gia đình, có công ăn việc làm tử tế ngoài Bắc. Lá thư được gửi vào Nam, nhưng không có hồi âm. Một thời gian sau, ông Khiêm lại gọi ông Châu tới nhà nói chuyện thân tình. Ông Khiêm bảo, có khả năng là ông Châu sẽ phải chuẩn bị tinh thần vào Nam để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và tuyệt đối bí mật. Còn nhiệm vụ cụ thể là gì, sau khi có quyết định chính thức thì tổ chức sẽ nói chi tiết sau. Tuy nhiên, có lẽ do bức thư trước đó gửi đi không có hồi âm, nên kế hoạch của ta đã thay đổi. Ông Châu không phải vào Nam nữa. Năm tháng qua đi, ngày toàn tháng 30 tháng 4 cũng tới. Kỹ sư Lưu Vĩnh Châu sau ngày giải phóng vẫn yên ổn làm ăn, công tác ở Ban Công nghiệp Trung ương. Sau đó một thời gian dài biệt phái xuống nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, chuyên lo chế tạo động cơ nổ 12 mã lực, cùng việc cải tiến bơm cao áp con heo dầu là đề tài khoa học mà ông Lưu Vĩnh Châu say mê và đã bỏ ra rất nhiều thời gian lẫn công sức. Tới năm 1978, ông Châu mới chính thức được gặp mặt cha mình. Cuộc hội ngộ ở căn nhà số 216A, đường Điện Biên Phủ, thành phố Hồ Chí Minh. Hai cha con đã hàn huyên tâm sự, trải lòng hết cả đêm. Lúc này đây, ông Châu mới như tháo gỡ được những nút thắt, hoài nghi, mặc cảm trong lòng mình về người cha đẻ của mình. Sau này, ông kể lại với giới báo chí về câu chuyện của cha mình. Làm thế nào mà từ một ông đốc học Tây Ninh, rồi hoạt động cách mạng cho Việt Minh với vai trò chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến, mà cuối cùng lại đầu quân cho chính quyền Sài Gòn. Theo lời ông Hương kể, thì do hồi còn làm chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Tây Ninh, ông thấy bộ đội du kích bắt nhầm mấy ông tri thức và quy là Việt gian, nên ông Hương thấy hoang mang mặc cảm, đã bỏ về quê để sống. Ông còn tuyên bố thẳng thừng là Trần Văn Hương này sẽ không bao giờ theo Tây phản lại dân tộc. Rồi ông về Sài Gòn mở một kho thuốc, nhưng vẫn không được yên. Một ngày kia, lần lượt có tránh thăm biện, cựu Hoàng Bảo Đại, rồi người thân cận của ông Diệm tới thuyết phục ông Hương ra làm việc cho chính quyền Sài Gòn. Ông Hương thì nhất quyết không theo vì ông đã thề rồi. Thế là ông bị bắt giam tận 3 tháng. Khi ông Châu hỏi tại sao ba nhận chức Phó Tổng thống, ông Hương nói đó là cả một câu chuyện dài. Nhưng ông cũng có cái ý của ông. Ông bảo, Mỹ đưa quân vô dữ lắm. Mỹ thì có cái khác chi Tây. Học trò của ba nhiều người làm cấp này chức khác, tới khóc, nói là đám quân sự Thiệu Kỳ nắm hết quyền hành, hoành hành tham nhũng dữ quá, khổ dân. Thầy là người có tài có đức, dù sao lúc này tiếng nói của thầy có trọng lượng, thầy nên đứng ra lãnh một việc, chi đặng giúp gì đó cho dân tộc. Ba đã lầm, cũng như sau này lại lầm. Mình hổng có đảng, có quân đội, có tài chính riêng, ngoại bang kiểm soát hết thì mần được cái chi? À, còn cái thơ của con, ba có nhận được. Nghe nói hồi đó do chính ông Phạm Ngọc Thạch đem vô Nam. Nhưng lúc đó ba cứ bán tín bán nghi, bởi nghe nói, hồi ra Bắc con chết lâu rồi mà. Thằng ba, em con, nó nói, thôi, cứ đốt tiêu đi,
nhỡ có bề gì lại liên lụy. Ông Trần Văn Hương sau ngày giải phóng vẫn ở trong căn biệt thự sang trọng của mình. Cách mạng không làm khó ông chút nào. Hàng ngày, ông chăm chỉ đạp xe từ nhà tới Dinh Độc Lập để học tập cải tạo theo đúng quy định. Cuối khóa phải viết thu hoạch, nhưng người phụ trách giảng bài ở đó là ông Cao Đăng Chiếm đã miễn cho ông Hương vì ông Hương có tuổi rồi, mắt lại kém. Nhưng ông Hương vẫn tình nguyện viết thu hoạch rất nghiêm túc. Về phần gia đình ông Trần Văn Hương, sau cuộc đoàn tụ với anh con trai lớn là Lưu Vĩnh Châu thì gia đình coi như hòa thuận êm ấm. Thi thoảng ông Châu lại đưa gia đình về thăm cha. Ông Hương thì ở với một người con gái. Người con trai út là em ruột ông Châu thì định cư ở nước ngoài. Một thời gian sau, ông Hương càng ngày càng già và sức khỏe cũng đi xuống, thì người con trai Lưu Vĩnh Châu đã hoàn toàn vứt bỏ được mặc cảm quá khứ, bỏ ngoài tai mọi lời đồn thổi ác ý, đưa cả gia đình dọn về ở ngôi nhà trên đường Điện Biên Phủ, làm tròn bổn phận phụng dưỡng người cha già. Có lẽ do sự so suối túng bấn là có thực, còn chuyện của chìm của nổi của người đứng đầu chính quyền cũ, cho dù chỉ ít ngày, chỉ là sự đồn thổi, mà người em trai của ông Châu khi đó đang ở nước ngoài đã viết thơ về hối thúc cha lẫn anh mình rằng cứ đưa ông già qua biên giới tức khắc sẽ có người đón. Còn ông già Trần Văn Hương đọc thơ của người con trai thì cười lớn, ông nói rằng: sáng ngày 30 tháng 4, đại sứ Martin còn gọi điện hối thúc là luôn dành sẵn cho qua một chiếc trực thăng, nếu qua có đi thì đi ngay từ hồi đó rồi. Quả thật đúng như vậy. Theo tư liệu lịch sử ghi nhận thì vào ngày 29 tháng 4, viên đại sứ Mỹ Martin đã đích thân tới tận nhà riêng của ông Trần Văn Hương để mời ông lên máy bay di tản trước khi Việt Nam Cộng Hòa chính thức sụp đổ hoàn toàn. Nhưng ông Trần Văn Hương đã khẳng khái từ chối lời đề nghị này. Sau này nhiều thế lực phản động cũng vin vào sự kiện này để phỏng đoán theo dệt những thông tin sai lệch kiểu như ông Hương ở lại vì thương dân miền Nam phải chịu nỗi nhục nhằn khi bị quân giải phóng chiếm đóng. Thật nực cười bởi những gì diễn ra thực tế ai cũng thấy rõ. Đất nước Việt Nam sau ngày thống nhất đã ngày càng phát triển, cuộc sống nhân dân ấm no hạnh phúc. Về phần ông Hương, ông rất tích cực học tập cải tạo để trở thành công dân tốt. Sau đó ông sống những năm tháng tuổi già bình yên cùng với vợ chồng Lưu Vĩnh Châu và các cháu nội cho tới năm 1982 thì qua đời. Quý vị thân mến, có lẽ đám tang ông Trần Văn Hương thuộc loại hiếm ở thành phố vào cái thời điểm mồng 3 Tết năm 1982. Ở Đài Hóa Thân Hoàn Vũ bữa đó, nhưng cách nói vui của người Sài Gòn là đông đủ cả người của cách mạng và người của chế độ cũ, lại có sự hiện diện của mấy vị tướng ngụy vừa mãn hạn học tập cải tạo. Phụ trách lễ tang là bạn cũ của người vừa quá cố, giáo sư Nguyễn Văn Trì, tức chú Tư Trì, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh.